Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay Minju lại đang chăm chỉ gắn tranh đá này. Đó, sắp sửa xong rồi đó, chỉ còn có mấy hạt nữa thôi là đã hoàn thành. Cái này một mình Minju làm chắc phải đến hình như là 3 tuần rồi đó mọi người. Đó. Rất là chăm chỉ, mỗi ngày chỉ ấy có một tí thôi. Xong. Minju đã gắn xong rồi mọi người ơi. Quay ra cho cô chú xem, tại vì có nhiều bạn hay nói đấy. Là đẹp đó, bức tranh của Minju làm này mọi người ơi. Cái ngọn tháp nổi tiếng của Pháp. Bao nhiêu ngày tháng vất vả, nhiều khi không xem điện thoại, ngồi chăm chỉ để ấy con nó rung. Khó xem. À, đẹp chưa? Cầm nguyên như này. Ừ. Bảo Minju cầm nguyên thế cho mọi người xem. Nhiều bạn bảo là mình đặt ở đâu ấy, thì cái này thực ra là mình đặt trên mạng mọi người ơi. Không biết chỗ mua. Cho nên là Minju ngồi yên. Không ai sợ. Và Minju nó đứng rung á. Có nhiều chị em hỏi là mua ở đâu đó mọi người. Thì cái này mình không biết chỗ mua cho nên là mình đặt ở trên mạng á. Mà mình thấy nó hình như ở bên Hàn Quốc là không có mấy. Còn nếu mà mình đặt ở trên mạng cũng có nhá. Nhưng mà mình phải đặt ở bên nước ngoài. Nó rất là lâu, từ 2 cho đến 3 tuần là mình mới nhận được. Thế là sau một thời gian dài, hôm nay Minju đã hoàn thành xong cái ghép tranh đá này. Nhìn ở trên mạng nó đẹp nhưng mà mình thì mình thấy bình thường. Không đẹp mấy, là Minju nó có thích. Rồi. Minh cho bảo là mẹ mua cho con cái khung đó để gắn vào, sau đó sẽ treo lên tường rồi để ở phòng Minh Chu cho nó đẹp. Công lao của Minh Chu ấy. Mọi người ơi, bây giờ mình với lại Minh Chu. Đó, Minh Chu đi theo mẹ ngoan. Hai mẹ con mình đi ra cái cửa hàng Taiso ở gần nhà ấy để mua cái khung cho bức tranh đá của Minju gắn vào để treo lên đó mọi người. Đó. Dù ở đông hơn đi nhưng mà nó không đi, thế là hai mẹ con mình đi thôi nha, lên xe. Hôm nay ở bên Hàn thời tiết ấm lắm mọi người ơi. 16 độ. Đó. 16 độ mà kiểu hơi âm u một tí ấy. Hôm qua thì nắng to. Minju nhà mình ấy rất là thích đi cùng với mình, dù lần nào nó không đi nhưng mà đông cơ thì nó lại không đi mấy, tại vì kiểu như là nó lười đó mọi người. Bây giờ hai mẹ con mình vào đến cửa hàng Taiso rồi mọi người ơi. Một cái cửa hàng bán rất là nhiều đồ với này, kiểu với cái giá bình dân đấy, chỉ có 5.000 won trở xuống thôi, không có quá. Bây giờ mình đi vào trong nhá. Đó, ở bên trong này. Sắp sửa vào mùa xuân nên cho này là người ta thay đổi mẫu mã này. Màu hồng có hoa anh đào. Báo hiệu mùa xuân đã đến. Đẹp chưa này? Nhìn y như hoa thật đấy. Bây giờ hai mẹ con mình đi lên tầng 2. Chỗ này anh bán nhiều hoa chưa? Như kiểu hoa anh đào các thứ. Đẹp thế. Thôi Minju chạy đâu mất rồi giờ. Bây giờ hai mẹ con mình tìm chỗ bán khung ảnh rồi. Chơi chơi chơi. Trời ơi, ở đây người ta có bán khung hình này mọi người, nhưng mà không có đúng cái kích cỡ mà giống cái bức tranh đá của Minju ấy, cho nên nó không biết là có mua được không này. Cần album. Không được. Trời ơi, toàn đồ gì ta. Cái này mấy bọn trẻ con thích. Cái cửa hàng này nó rẻ lắm mọi người ơi. Đó. Có 1.000 won này, 2.000 won, đắt nhất là 5.000. Không có cái nào là 6.000 hay là quá cả. Còn đây là những cái chỗ bán đồ lưu niệm. Wow, trung sinh chưa. Mình hồi nhỏ là thích mấy cái này lắm này.
bây giờ lớn vẫn thích. Trời, đi theo Minh Dũng mệt cơ rồi. Nhưng mà phải công nhận là vào đây dễ mua đó mọi người ơi. Tại vì nó có nhiều đồ dễ thương, với lại cái giá nó rẻ đó, cho nên mình không có tiếc mấy. Cứ 1-2 nghìn. Bọn trẻ con đến đây là thích lắm. Chỉ cần mua cho 5 nghìn là đã được mấy thứ rồi. Đủ các loại. Tất này, tất nữ 1 nghìn một đôi. Rồi bây giờ tìm không thấy, thế là hai mẹ con mình xuống tầng 1 này mọi người ơi. Ở trên có cả tầng 3 nữa cơ, nhưng mà tầng 3 là đồ dùng nhà bếp các thứ. Rồi thế là hai mẹ con không mua được khung ảnh này mọi người ơi. Mình mua được mỗi cái quyển sổ này thôi. Đó, quyển sổ dày 5.000 won. Bây giờ đi thanh toán này. Đó. Ở đây là mình phải tự đó. Đó, nhìn chưa giỏi chưa? Đã xong. Ừ, thế là hai mẹ con mất công đến đây mà không mua được này mọi người ơi. Toàn đây này cái khung loại nhỏ ấy, thế là Minh chưa bảo là để con về xong rồi con lên mạng con tìm xong mẹ đặt cho con. Bảo ừ thôi thế cũng được. Tại vì bây giờ cũng là khoảng tầm 5 giờ chiều rồi đó mọi người. Thời tiết này hình như đang có mấy hạt mưa này. Cho nên là cũng lười đi xa. Với lại Minh chưa bảo làm gì nhỉ? Muốn ra cái cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt ấy. Thế là bây giờ hai mẹ con mình sẽ vào một cái cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Sau đó mua ít đồ ăn vặt cho mình này, Đông Gơn với lại Minchu ba mẹ con ăn thôi. Còn còn chồng mình thì anh lại không thích ăn những cái đồ đấy á. Thế thôi kệ, bây giờ hai mẹ con mình chuẩn bị đi nhá. Bây giờ mình với Minh Chu về nhà rồi mọi người ơi. Đông Cơn thích này, thấy mẹ mua cho mì tôm với lại kiểu đồ ăn vặt đó mọi người. Đang thích. Cái giờ này là đúng là giờ ăn cơm, nhưng mà chồng mình anh ấy trong người anh ấy kiểu long thể bất an đó mọi người. Cho nên là bảo hôm nay là miễn cơm tối. Đông Cơn đã cho nước vào rồi này, nhanh thế. Cái này là mì gọi là mì sao nhỉ? Mì quốc dân của người Hàn Quốc đó mọi người. Cái loại này ngon lắm nhưng mà nó hơi cay. Ai mà không ăn cay quen là cũng không ăn được đâu. Nhưng mà Đông Gơn nhà mình nó thích. Đông Gơn sẽ ăn kèm với lại ăn đi con. Ngon. Còn đây là kimbap của Minju, à của Đông Gơn. Ăn từ từ thôi, chân chân thì mọi người. Ăn từ từ thôi, chân chân thì mọi người. Ăn từ từ thôi, chân chân thì mọi người. Ăn từ từ thôi, chân chân thì mọi người. Ăn thôi cái bát cái cơm mình làm cho nó ăn thì nó có ăn được ngon lành đâu. Thế mà cơm đi mua nó lại ăn được. Đây, mì của Minju được rồi đây. Cho gia vị vào trộn lên ăn. Wow, hôm nay là ba mẹ con mình hoãn cơm mọi người ơi, ăn mì tôm đi. Ngày nào cũng ăn cơm là chán rồi.
Đúng, có nước dưa thì nó ăn cái loại cay này, còn mình á thì ăn cái loại gọi là bình thường, không cay lắm. Như lại kiểu như là cái gói mì mình ăn này thì nó cái sợi lông mì nó giống như cái mì Hảo Hảo ở Việt Nam mình á, nó không có dày to. Lâu lâu không ăn thấy thèm. Trước đây mình cũng có nói với Đông Ngân nhà mình là nó bị bệnh kiểu cái bệnh da nhạy cảm đó mọi người, ăn những cái đồ mì các thứ nhiều này là nó hay bị nổi mẩn người, cho nên là mình rất là hạn chế. Nhiều khi nó thèm á, nó đi học xong rồi nó bảo mẹ ơi con thấy bạn về nhiều nên là con thèm, tức là thỉnh thoảng có một tuần chỉ có 1 đến 2 lần là cho ăn thôi. Khổ thân lắm. Sao cô? Được, bây giờ mời mọi người ăn cùng với mẹ con mình nhá. Minchu thì nó ăn cái loại mì Ý. Ngon. Mình người lớn ăn nhiều khi có thấy ngon, các bạn làm mà không cấm được trẻ con mọi người. Hôm nay ở bên Hàn làm hết ngày lịch đỏ rồi. Chỉ có từ ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 là lịch đỏ đấy. Còn hôm nay nghỉ là về ngày Chủ nhật. Bắt đầu từ ngày mai sẽ đi là tất cả mọi người là đi làm rồi đi học bình thường. Chỉ có học sinh tiểu học này được nghỉ xuân thôi. Trời ơi, cắn một miếng gần hết một cái kim bạc. Bất tỏ. Nó bỏ cay lắm mọi người. Ở miền Nam mình bây giờ hôm nay là mùng 3 rồi đã tiễn vàng hết cho mọi người ơi. Ở bên Hàn thì người ta lại không có cái tục lệ tiễn vàng như ở mình, kể cả cúng ông táo nó cũng không có. Bên này cúng hình như cúng giao thừa cũng không có luôn. Ở Việt Nam thì Tết đến nhiều thủ tục ở bên này không có mày. Có nhiều chị bảo là sao không thấy Tết mà không thấy mẹ chồng mình ở lại đấy. Thì mẹ mình không có ở lại đâu, bà ngủ có mỗi một đêm ở nhà mình. Thế là hôm sáng mùng 1 cúng bái xong rồi bà lại về quê rồi. Này không có ở thêm nhà mình một ngày nào hết. Trời ơi. Mình chịu ăn thì còn khoe chứ. Đó. Cái bình chủ rất là sành ăn đấy. Quên, hôm nay mình định chia sẻ với mọi người là cái việc tiền thu nhập từ YouTube đó mọi người. Trời ơi mọi người, vừa nãy đang quay cho mọi người xem thì là mẹ chồng mình gọi điện lên, thế là mình phải dừng lại tại vì mẹ mình là cứ khoảng tầm 5 cho đến 6 giờ chiều tối là gọi điện lên, xong hỏi là ăn cơm chưa rồi bọn trẻ con chơi học như thế nào ấy, bà hay hỏi. Thế là vừa nãy mình đang quay bà gọi cho nên bây giờ mình dừng lại. Đồng Cơn với lại Minju là cũng ăn xong hết rồi, bán biết là mình dọn hết rồi tại vì nhìn nó ngứa mắt, hơi bề bộn ấy. Thế là bây giờ mình đang tính là tranh thủ chia sẻ cho mọi người cái chuyện thu nhập hàng tháng từ YouTube của mình là được bao nhiêu. Tại vì có một số anh chị em ấy theo dõi kênh của mình từ cái bắt đầu, từ cái lúc mà mình mới làm ấy, cũng hay mà nhắn tin hỏi là Ngoan ơi, hiện tại cái thu nhập của em bây giờ nó như thế nào, nó có ổn định không, rồi mỗi clip nó có được nhiều tiền không. Thì nhưng mà được cái là các chị ấy kiểu là biết ý đó mọi người, không có hỏi trên phần bình luận mà nhắn tin riêng cho mình. Thế là mình bảo là thôi chị ơi, đến hôm nào có thời gian em sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem. Thì thực ra là khoảng 2-3 tháng trước là mình có chia sẻ một lần rồi. Cái lúc đó là tháng lương đầu tiên của mình được nhận từ YouTube ấy, thì mình có chia sẻ rồi. Cái lúc đó thì hình như là một tháng nó chỉ được có mấy chục đô thôi, mà nói chung là cũng ít lắm. Thì hiện tại kênh của mình là được 50.000 người đăng ký này. Như mọi người cũng đã biết đấy, YouTube thì nó trả lương cho mình là phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là lượt xem này, thứ hai là người xem ấy, khán giả xem ở quốc gia nào này, rồi mỗi lúc mọi người xem ấy, thì cái quảng cáo ấy nó có hiện lên hay là không.
cho nên là mình cũng không thể nói chắc là một tháng được bao nhiêu, một clip được bao nhiêu, tại vì nó không có giống nhau hoàn toàn đâu mọi người. Những kênh lớn ấy thì mình cũng không biết là thu nhập nó như thế nào, nhưng mà hiện tại kênh của mình này, ví dụ một clip mình đăng lên là trong vòng khoảng 20 phút, nhưng mà tùy thuộc vào là mọi người xem cho mình được bao nhiêu phút này. Với lại lúc mà mọi người ấn vào cái clip của mình ấy, thì nó có hiện quảng cáo lên hay là không lên cơ. Nói chung là nó phụ thuộc vào nhiều lắm. Hiện tại thì mình cũng làm được 1 năm rồi, nhưng mà mình cũng chưa có hiểu hết được cái cấu trúc của người ta trả tiền cho mình như thế nào đó mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết ở kênh của mình thì cũng không hẳn về làm về ăn uống, chỉ xoay quanh cái cuộc sống hàng ngày của gia đình mình ở bên Hàn thôi. Mỗi một clip mình đăng lên ấy, ví dụ khoảng 20 phút này, thì mình có thể gài được khoảng từ 4 cho đến 5 cái quảng cáo vào, nhưng mà cũng tùy thuộc là do người xem, cái lúc mà mọi người nhấp vào cái video của mình thì nó có hiện quảng cáo hay không. Nếu mà nó hiện quảng cáo hết cả 5 cái quảng cáo đấy thì mình sẽ kiểu như là được nhiều tiền này. Còn nếu mà mọi người cũng xem nhưng mà nó không hiện quảng cáo lên là lúc đó là mình không có thu nhập gì luôn ấy. Ví dụ như là cái clip nào mà mình được nhiều nhất ấy là khi là mình về quê mình quay cùng với mẹ chồng mình này. Xong rồi ví dụ mà mọi người thấy hay thì mọi người xem cho nó dài một chút ấy, thì lúc đó thì cái thu nhập của mình nó được nhiều hơn một chút này. Với lại mọi người biết không, cái vấn đề quảng cáo ấy thì ví dụ là mọi người xem nhưng mà nó cũng có quảng cáo, nhưng mà kiểu như là mình bấm bỏ qua ấy, thì người chủ kênh sẽ nhận được rất là ít tiền. Còn nếu mà mình xem hết quảng cáo ấy, thì cái lúc đó cái số tiền của mình nhận được thì nó mới nhiều. Nói chung là cái này nó khó lắm. nó làm sao nhỉ, nó kiểu như khó giải thích đâu mọi người. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, cho nên là, nhưng mà tóm lại là cái clip mà mình được nhiều nhất tính ra trong cái tháng 1 ấy, bây giờ hiện tại là tháng 2 là mình chưa có làm hết đúng không? Tính từ tháng 1 thì cái clip mà mình được nhiều nhất thì nó rơi vào khoảng 45 đô. Đó là mình nhớ cái clip đấy là lúc mà mình về quê, xong rồi hai mẹ con mình làm kim chi hay sao ấy. Đó cái clip này là nói chung là được nhiều tiền nhất từ trước đến nay. 45 đô thì tại vì ở bên Mỹ đó mọi người, người ta chỉ trả tiền đô thôi. Tất cả các quốc gia trên thế giới là hầu như là nước nào cũng nhận tiền đô hết, kể cả Việt Nam mình cũng vậy. Còn cái clip mà được ít tiền nhất là hình như lúc đó thì mình cũng quay ít, ví dụ khoảng 15-16 phút thôi. Nhưng mà người xem ấy thì xem cũng có người là xem hết cho này, cũng có người là người ta ấn vào xong người ta thấy không hay rồi người ta lại đi ra ấy. Người ta tính bình quân là khoảng 4 cho đến 5 phút đó, mọi người thấy không? Một cái clip mình làm trong vòng 15 phút nhưng mà lúc tính ra bình quân là người xem chỉ xem có khoảng 4 cho đến 5 phút thôi. Mà lúc đó mà nó hiện quảng cáo lên thì là mình được thu nhập, còn nếu mà nó không hiện ấy là mình không có thu nhập luôn. Cái clip đấy thì hình như là mình được khoảng 15 đô. Đó, đấy là ít nhất là khoảng 15 đô. Thì như mọi người đã biết đấy, mình chỉ quay về những cái bữa ăn hàng ngày của gia đình mình ấy. Thì mình đi chợ, đi chợ đi mua đồ ăn xong rồi làm này, thì mình cũng phải bỏ ra khoảng tầm tính ra tiền won cho dễ nhá. Tính ra tiền won thì cũng phải từ 40 cho đến 50 nghìn rồi. Đấy là trong một bữa ăn mà mình quay lên á. Nhưng mà nhiều khi ấy, cái thu nhập của cái clip đấy nó còn ít hơn là cái số tiền mình bỏ ra mình đi chợ. Thì mình cũng không sao cả, tại vì mình đã xác định làm cái này á là mình vì tiền là cũng một phần nhá. Nếu mà nói là làm YouTube không phải vì tiền thì là nói dối rồi. Ai cũng phải phải có thu nhập thì người ta mới cố gắng làm. Nhưng mà như bản thân mình là như này, kể cả mà mình không quay ấy thì mình vẫn sử dụng cái số tiền đó vào những cái bữa cơm hàng ngày. Cho nên là mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người này. Rồi mình ở bên này thì thực ra là cũng không có bạn bè này, mình đăng lên rồi những chị em mà theo dõi kênh của mình lâu ấy thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin, rồi dù là không biết mặt nhưng mà mình cảm thấy rất là gần gũi. Cho nên là dù là mình không có cái thu nhập đấy thì mình vẫn ăn uống gia đình bình thường này. Cho nên là tại sao thì mình lại không làm một cái kênh để chia sẻ cho mọi người xem. Thì lỗ thì cũng không phải là lỗ, nhưng mà lãi thì cũng không thể nói là lãi được. Ví dụ một cái video mình đăng lên khoảng tầm 20 phút, mà hôm nào mà ví dụ là chồng mình này với lại hai đứa nhà mình nó nói ít ấy, thì mình chỉnh sửa cái thời gian nó sẽ rất là ngắn, tại vì không phải viết phụ đề thì nó rất là nhanh.
chỉ mất trong vòng khoảng từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng rưỡi thôi. Còn những cái video nào mà mình về quê này, mình quay cùng với mẹ chồng này, rồi cả chồng mình mà anh nói nhiều vào thì mình ngồi sửa này, chỉnh sửa, cắt này, xong rồi mình viết phụ đề, xong rồi mình phải nhờ một người Hàn nữa, có nghĩa là cái anh ấy giúp đỡ mình bên cái phần chỉnh sửa đó, thì nó cũng rơi vào khoảng 3 cho đến 4 tiếng đó. Nói chung là cái số tiền nhà mình ăn uống thì nó không có mất nhiều, tại vì mình là không có ăn kiểu sao nhỉ, ăn những cái món đắt tiền này, rồi những cái món sơn hào hải vị mấy, mình chỉ ăn những cái bữa ăn bình thường thôi, thì cái số tiền mình bỏ ra nó cũng ít, nhưng mà cái thời gian mình bỏ ra thì nó lại lâu đó. Ví dụ như là tầm 6-7 giờ mình ăn cơm này, ăn cơm xong phát là mình chỉnh sửa clip là từ lúc tối cho đến 10-11 giờ là mình mới xong. Cho nên là nhiều chị em có thể bảo là ngoan sao đăng clip muộn vậy, là vì lý do như vậy á. Nói chung là so với trước đây là cũng hơn rất là nhiều. Tính là hàng tháng là cũng có cái tháng nào nhiều ấy, thì cái clip này nó bù với cái kia là cũng phải được hơn 1.000 đô, là nó cũng rơi vào khoảng tầm 20 cho đến 25 triệu tiền Việt Nam đồng đó mọi người. Đó, nói chung là hiện tại là mình thì rất là mãn nguyện với cái thành quả này. Ví dụ mình không quay thì cái số tiền ấy mình cũng bỏ vào mình mua đồ ăn này, rồi sinh hoạt gia đình, thay thế vào đó thì mình cố gắng mình quay lại những cái giây phút gia đình mình ăn cơm này, rồi Đông Gơn với Minh Chu hai đứa nó cũng rất là dễ thương ấy, mọi người ai cũng quý mến. Mình thì sang bên này lâu rồi cũng không có bạn bè nhiều này, cũng ít khi ra ngoài gặp lắm, thỉnh thoảng gọi điện với lại gặp mấy chị người Hàn thôi, tại vì mình muốn học hỏi người ta đó mọi người. Cho nên là từ ngày làm YouTube này có rất là nhiều anh chị em mà kết bạn nhắn tin, xong rồi nói chuyện, nhiều khi còn gọi điện nữa cơ. Thế là mình cảm thì dù là không biết mặt nhưng mà mình cảm sao nhỉ, kiểu như là mình có thêm những cái người nói chuyện với mình này, hiểu mình hơn rồi giúp mình vui vẻ trong cuộc sống hơn. Chứ ví dụ mình không quay rồi mình không biết ai, là suốt ngày chỉ có cơm 3 bữa xong rồi đi chợ này, ở nhà rồi dọn dẹp nhà cửa, thế nó chán đấy. Cho nên là dù là không có thu nhập không được nhiều nhưng mà mình cảm thấy cuộc sống của mình nó vui vẻ. Hằng ngày là mình bận rộn cho nên là nhiều khi không có thời gian để mà buồn, không có thời gian để mà nghĩ. Có một số anh chị em mình nghĩ là mọi người cũng muốn biết về cái thu nhập của mình, cho nên là hôm nay mình chia sẻ thật lòng như thế này á. Nói là một tháng được bao nhiêu thì nó khó, tại vì nó không có tháng nào nó giống tháng nào cả, nhưng mà đến cuối tháng là người ta gom vào xong người ta trả cho mình một tháng là một lần. Cứ đến ngày bao nhiêu nhỉ, hình như là mình cũng vậy, mới ở bên Việt Nam, ở bên Hàn là hình như là khoảng ngày 22 á, thì bên Mỹ người ta sẽ gửi tiền vào cái số tài khoản của mình, xong mình lại rút cái tiền đi ra, xong mình thêm vào tiền đi chợ này, mua ví dụ như mua quần áo cho con cái các thứ. Đó thì thôi, hôm nay mình chia sẻ như này để cho mọi người biết rằng cái con Minh Ngoan nó làm YouTube thắng được như thế này, từng này từng kia đó, có thế nào là mình nói đấy, chứ không phải là mình một tháng mình kiếm được 7-8 nghìn đô mà mình giảm xuống còn 1-2 nghìn rồi nó chẳng kiếm được đồng nào, mà nó ông nói là nó kiếm được 1-2 nghìn là không phải. Mình là có thế nào là mình chia sẻ như vậy, thì mong rằng mọi người qua cái clip này vẫn sẽ ủng hộ kênh của gia đình mình. Hôm nay thì mình dừng lại ở đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ cho kênh của gia đình mình. Nhớ đăng ký, bấm like và đừng quên rung chuông để nhận được tin nhắn mỗi khi mình đăng lên. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.